Đang tới cái cổng để chờ máy bay. Hello mọi người. Mọi người ở Việt Nam ở lại vui vẻ, KL về lại Mỹ. Giờ đi tới cổng số 8. Cổng số 8 của Vietnam Airlines. Xong rồi kéo bay qua Taipei. Transit đó 2 tiếng. Mọi người lại vui vẻ, sức khỏe. Đang đi trong phi trường mà có người quảng cáo mua đất. Bây giờ đông người chào rồi. Ngày kia mới chọn chặt đi, đem hai hát đi. Chuyến hành trình mới. Mình nghỉ qua đây rồi ha. Phải đem mắt kính đen để che giấu cảm xúc. Sài Gòn, đang còn ở Sài Gòn. Khách có thể vàng của Star Lion và khách đi cùng trẻ em, người lớn tuổi cần sự trợ giúp đặc biệt ra máy bay trước. Xin cảm ơn. Đang ở Sài Gòn. Đang mưa bên này, bên này là đang bão, nhưng mà cũng may là không có bị chuyến bay, không có bị delay, giờ cũng ok, không bị delay. Thank you.
có một cái số chuyến bay bị delay. Bây giờ từ bên tập hay qua đây từ ở bên Nam Thiên qua đi kể có nhiều chiếc bị delay. Xem có chuyến bay nào nó delay vì bởi vì bão. Không có khóc, buồn thôi chứ không có khóc, buồn vì lần trước về cũng ngồi chỗ này nhưng mà trong lòng thì nghĩ là có cơ hội gặp lại ba nhưng lần này thì không có gặp được nữa. Không có khóc, khóc cũng không làm được gì hết. Đúng rồi, chuẩn bị. Đâu cần phải khóc, buồn cũng đâu cần phải khóc đâu. Buồn thì mình suy nghĩ lại thôi, chứ mình cũng cần khóc. Buồn thì mình nghĩ lại những kỷ niệm thôi, mình không khóc. Không có tính trước là chừng nào đi về, tại lần trước tính trước rồi thành ra không có như ý muốn, thành ra lần này không tính trước nữa. Khi nào có duyên thì trở lại Việt Nam, khi nào thuận tiện thì trở lại chứ không tính trước được. Bỏ cho tim ăn, cho tim nấu cháo ăn hay sao mà nhiều quá vậy. Mọi người ở lại Việt Nam vui vẻ. Đem về nấu cháo hả? Đem về xào với lại cải cho no.
xin chào các bạn ở Việt Nam nha. Những bạn mà đã có dịp gặp Kheo Việt Nam, đi về đem lại những cái kỷ niệm đó, làm hành trang. Những cái đó thì không có nói hết được. Thank you em. Thank you Thảo Thái. Cảm ơn nhiều. Cảm số 8, con số 8 mình ở đâu nè? Jack Hale lấy cái dễ mình check lại coi mình có bị lộn không. Thì là 13:35. Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi coi mấy giờ rồi nha. Thank you.
九号登机门登机，登机门即将关闭，谢谢。Your attention, please. This is the last call for passengers on EVA flight PR396. To Taipei, please proceed to gate 9 for last boarding. The boarding gate will be closed shortly. Thank you. Xin quý khách lưu ý hãy không khi mà xin thông báo. Xin mời những hành khách cuối cùng đã máy bay đi Đài Bắc trên chuyến bay VR396. Xin quý khách vui lòng nhanh chóng đến cửa số 9 để khởi hành. Cửa máy bay sẽ đóng trong một phút. Xin cảm ơn. Cho hỏi thăm, cái này là đúng cổng phải không em? T2 là ở đâu vậy? T2 là Terminal 2 là nhà ga quốc tế. Ồ, vậy là vậy đi chỗ nào? Bây giờ đây là cửa số 8, đúng rồi. Đúng rồi phải không? Dạ, anh đây phải. Ok, cảm ơn em. Hết hồn, tuấn đồ lộn. Nó ghi T2 là Terminal 2. Máy bay nó đang bay tới rồi, đây đây. Ok, so bye mọi người nha. Bây giờ chuẩn bị lên máy bay. Hai Hai Nguyệt đang coi hả? Đang chuẩn bị lên máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất. Hay là mình giỏi nha Nguyệt, đang chờ đang chờ cực nha. Please board through gate 20 immediately.